Thuyền Hà Đức Chinh, Mai Hà Trang đã cập bến, dân tình chăm chú sờ quà cưới. Với những ai đã theo dõi Hà Đức Chinh từ lâu thì hẳn đã biết anh chàng công khai mối quan hệ tình cảm với bạn gái Mai Hà Trang từ năm 2019. Sau nhiều năm bên nhau, người hâm mộ không khỏi sốt ruột, đồn đoán khi nào thì cặp đôi về chung một nhà. Và vào đêm ngày 21 tháng 2, tấm thiệp cưới có in tên của Hà Đức Chinh cùng bạn gái đã khiến dân tình phải xôn xao. Đáng nói là trên trang cá nhân của hai nhân vật chính lại không hề có động thái công khai chuyện vui này. Đến sáng ngày 22 tháng 2, một vài đoạn clip hiếm hoi ghi lại hình ảnh lễ vu quy và lễ thành hôn của Hà Đức Chinh đã được tiết lộ. Sau khi làm lễ tại nhà của cô dâu ở Bắc Giang, cặp đôi cùng gia đình hai họ bạn bè đã di chuyển ra nhà hàng để tổ chức tiệc cưới, không còn dáng vẻ xuề xòa trong những bộ quần đùi áo số. Hà Đức Chinh trong ngày trọng đại ăn vận vô cùng chỉnh chu, bảnh bao với vest đen, tóc vuốt keo gọn gàng. Cô dâu Mai Hà Trang vốn đã có tiếng xinh đẹp, nay càng rạng rỡ hơn trong bộ áo cưới đính kết cầu kỳ. Sau màn phát biểu của mọi người gia đình hai bên, mọi người đều tập trung vào phần trao quà cưới, xính lễ cho cô dâu và chú rể. Chú rể Hà Đức Chinh cùng cô dâu Hà Trang được cha mẹ, bà nội, bạn bè tặng cho nhiều kiềng vàng, nhẫn vàng. Có thể thấy đám hỏi và lễ thành hôn của cặp đôi diễn ra khá riêng tư, khi hầu hết quan khách chỉ là người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết. Dù đã cố thôi đỏ mắt nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện bóng dáng của cầu thủ nào trong ngày vui của Hà Đức Chinh. Nhiều người đoán rằng vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên cặp đôi cũng không muốn tổ chức quá trình trang, mà mọi thứ đều diễn ra nhanh gọn, quy mô không quá lớn. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng có thể sẽ còn một bữa tiệc nữa được tổ chức tại quê nhà Phú Thọ của chú rể, và khi đó mọi người mới chứng kiến được sự có mặt của dàn cầu thủ thân thiết với Hà Đức Chinh. Những hình ảnh hiếm hoi trong ngày cưới của nam cầu thủ đã thu hút sự chú ý của không ít người hâm mộ. Nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ vì gần như Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang chưa từng để lộ chút dấu hiệu nào về đám cưới. Ôi không ngờ được luôn, bình thường còn lộ ảnh nhẫn cưới hay ít ra nhá hàng một chút, mà Đức Chinh lại giấu kín quá. Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Cô dâu hôm nay xinh quá, trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn quá xinh luôn. Đức Chinh thì bảnh bao hơn hẳn bình thường. Hai bạn này yêu nhau cũng lâu rồi còn gì, giờ đám cưới là đẹp rồi. Vậy là lại thêm một cầu thủ bóng đá nữa thành chồng người ta. Hết Xuân Trường Công Phượng rồi lại đến Đức Chinh. Hy vọng yên bề gia thất rồi thì các cầu thủ sẽ chuyên tâm hơn để cống hiến cho bóng đá nhé. Hơi tiếc là không có cầu thủ nào tham gia nhỉ. Nhìn mãi mà chẳng thấy ai, chắc do dịch đang phức tạp mà các thao tác lễ cũng diễn ra nhanh. Mong là sau sẽ tổ chức to hơn ở quê chú rể. Thời điểm mới bên nhau, Mai Hà Trang từng nhận về nhiều nhận xét không hay khi bị cho là dựa hơi sự nổi tiếng của bạn trai để bật lên thành hot girl được các nhãn hàng chọn làm mẫu quảng cáo trên mạng xã hội. Thế nhưng bỏ ngoài tai những lời nhận xét phiến diện đó, cho đến nay cô nàng vẫn chưa từng dính phải thị phi nào khiến Hà Đức Chinh bị ảnh hưởng. Chuyện tình cảm của cô và bạn trai cầu thủ trôi qua khá êm đềm, không phô trương sự thân mật quá mức trên trang cá nhân, nhưng luôn được người hâm mộ đẩy thuyền và dục sớm về chung một nhà. So với những nàng watch của các cầu thủ khác thì Hà Trang được đánh giá là sở hữu nhan sắc khá sắc sảo và cũng là hình mẫu lý tưởng của nhiều bạn trẻ bởi gu thời trang hiện đại và quyến rũ. Trước đây cô nàng từng niềng răng và sau khi quá trình này hoàn tất, từ nụ cười đến nhan sắc của bạn gái Hà Đức Chinh đều được nâng lên một tầm cao mới. Có thể nói đám cưới của Hà Đức Chinh vẫn đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Còn bạn thấy sao về hình ảnh của cô dâu chú rể trong ngày vui hôm nay? Hãy chia sẻ ý kiến cho chúng tôi biết nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.